Chào mừng các bạn đến với kênh BMBT Channel, kênh nông nghiệp và giải trí, ứng dụng năng lượng mặt trời để tạo ra các thiết bị thông minh, phục vụ vào sản xuất và đời sống. Nói đến năng lượng mặt trời thì chắc trong chúng ta đã có nhiều anh chị đã sử dụng rồi. Và đôi khi cũng đã sở hữu riêng cho mình một hệ năng lượng mặt trời độc lập. Tuy nhiên khi sử dụng và vận hành một hệ năng lượng mặt trời độc lập, có những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt mà đôi khi anh chị không chú ý đến. Mà những cái vấn đề này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cũng như là thời gian sử dụng của hệ năng lượng mặt trời độc lập của chúng ta. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh chị cách để chúng ta có thể tháo lắp một hệ năng lượng mặt trời độc lập đúng cách để bảo vệ các thiết bị. Như anh chị đã thấy thì em đang có một hệ năng lượng mặt trời độc lập. Đây là tấm pin, nó chìm vào điều khiển sạc. Ở đây là ngõ điều khiển sạc nhận điện từ tấm pin năng lượng mặt trời xuống. Và ngõ tiếp theo là ngõ kết nối với điều khiển sạc vào pin lưu trữ để điều khiển sạc có thể sạc vào pin lưu trữ. Vậy thì khi chúng ta muốn tháo hệ này ra để bảo vệ thiết bị thì chúng ta bắt buộc phải tháo tấm pin năng lượng mặt trời ra trước. Nguyên tắc của việc tháo lắp pin năng lượng mặt trời: điện truyền vào điều khiển sạc thì điều khiển sạc bắt buộc phải có chỗ xả ra. Nếu điều khiển sạc không có chỗ xả ra thì sẽ hư điều khiển sạc. Vì vậy khi chúng ta muốn tháo hệ này ra, điều đầu tiên chúng ta phải tháo tấm pin năng lượng mặt trời ra trước. Sau đó thì chúng ta sẽ tháo pin lưu trữ ra. Còn khi chúng ta lắp vào thì chúng ta bắt buộc phải kết nối điều khiển sạc với pin lưu trữ trước. Và tiếp theo chúng ta mới lắp tấm pin năng lượng mặt trời kết nối với điều khiển sạc. Đây là những vấn đề rất cơ bản để chúng ta bảo vệ hệ pin lưu trữ thân yêu của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.